xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game phải gọi là khó nhất thế giới, khó nhất thế kỷ, khó hơn là đi làm đĩ đó. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi với trò chơi Trắng Adventure 2 Hero Yuga No Thanh Cừu Tạc Tạc Wembley. Tôi đọc cái gì vậy? Không vô. Nó vẫn không vô. Tại sao vậy? Tại sao lại không vô? À vô nè. Normal play. À normal mod. Trời, ta giống Robin Hood vậy bà. Trời, có nhúng nè. Ồ. Chị tường. Ủa dễ mà, gì đâu. Trời. À thì ngay đó là có cái cây thôi, gì đâu. Bình thường. Đây, lên. Nè qua. Trời. À thì ở đó cũng có cái cây, có gì đâu. Bình tĩnh. Trời này cũng bình thường thôi. Chị. Fuck. Bình tĩnh. Đó, trời. Má mất dài ghê luôn á. Má mất dài dễ sợ luôn nha. Quay về không được. Hỡi ông thần chịch, hãy phù hộ cho con. Về không bằng. Trời, má nó chớp mình luôn chứ. Nhảy cái bắt đầu nó di chuyển. Hỡi ông thần chịch, hãy phù hộ cho con. Thần chịch giờ không phù hộ gì vậy? Má giờ sao quá này trời. Phải tập trung, phải bình tĩnh lắm mới qua được cái khúc này. Phải giỏi lắm á. Từ má tao nhảy nhỏ thì nó bay nhỏ, còn tao nhảy bự nó bay bự quá. Khốn nạn, nó mất dạy cái cục đá này. Đó, quá dễ. Tụi á. Quá dễ. Tụi á. Đủ má. Gặp mấy thằng mặt cười nó làm như vui lắm, cười chứ mày. Trời, chờ 3 phút nữa hả? Chờ 2 phút nữa hoặc là mua. Không, tao không mua cái game này đâu. Tao không mua đâu. Tao không có dư tiền nữa mà tao mua những cái game sầm cứt này. Đó, tao qua cái một gì? Giờ tao chơi dạng một mạng. Rồi tao thua. Ờ, đó, game over ơi. Làm gì ghê. Thua thôi không? Rồi, trời ơi. Thay vì chờ 2 phút tôi ra chơi một dạng một mạng. Chơi bằng bạn thôi đó. Chơi hay mà, sợ gì. Chỗ này là biết rồi là qua cái một. Đó. Đó thì chưa qua thôi, sợ gì. Trời ơi má, đưa vúa vô mặt nữa. Vúa cái trái tim liền rồi má. Hay vúa cái băng tim, Má nó bán cái trò này nó bán 22.000. Khủng khiếp không? Không, không mua. Đó là được chơi bình thường. Đó. Má khủng nạn không? Nó mất dạy từ cái lúc mà nó đã cho người ta chơi cái trò này rồi. Sướng là được. Hết hồn. Ôi sao quá. Nó có cán lại không ta? Fuck.
Wow. Gì đây? Mấy bộ môn vậy? Leaderboard game. Chơi sao? Ôi, đẻ nhiều anh quá chết luôn mà. Ủa là xong rồi đó hả? Chơi đủ chờ mà 18 phút. Hồi nãy chưa chờ 3 phút, giờ chưa chờ 18 phút. Đùa, trò này mất dài thiệt bay. Mua mày luôn. Mày chơi mất dài hả? Mua, thank you. Cười cũng mẹ mày. Mày là mày ép tao mua. Đâu rồi? Này mày ép tao mua chứ Thanh Kiều mẹ gì làm ơn. Làm như là mẹ làm như là hả, cảm ơn người ta vậy. Sao mày đéo lăn à! Má đúng rất dài luôn á. Chưa có kêu là bánh cán luôn. Được đây không? Quá! Quá! Tao có cái chiến thuật này rồi. Đó. Đây. Xí đi. Cái đó là hơi sai chiến thuật rồi. Đó, né rồi. Đó. Ủa má vẫn chết ta. Ba trái thôi. Đẻ ba trái thôi, rồi núp. Đó, đúng rồi. Úi dồi. Ủa má có con mặt quần què gì xuất hiện vậy? Má có mấy con đó sao xuống? Úi, ý có được. Ủa gì đây đây? Ủa má, bây giờ tao xuống bơi luôn rồi. Rồi xong. Bốn mạng, năm mạng. Quá. Người khó ta. Tập trung. Rồi thở cái này. Chơi đồ. Nghỉ mẹ đi. Mẹ em chó gì mất dạy. Cho mày 22.000 luôn mày. Dụ tao lên. Mẹ dụ mình mua 22.000. Khốn nạn cái game mất dạy. Và nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe để cho mình gỡ lại 22.000 của mình nha. Rồi bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah. Dạ đừng có đau game này nha. Mắc công nó dụ mình mua 22.000 đó.